Hello, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã click vào video của Như nhé. Video hôm nay thì Như sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ đôi Honda Sonic. Và hai cái màu này là phải nói là hai cái màu cực kỳ và cực kỳ hot và nóng trong khoảng thời gian qua và hiện tại cũng đang rất là hot luôn. Đó chính là phiên bản Sonic xanh lục bảo và đỏ candy ha. Thì ở hai phiên bản này hiện tại giá nó đang xuống rất là thấp so với lại thời điểm trước Tết đó các bạn. Thời điểm trước Tết với lại thời điểm mà trong Tết đó thì hiện tại nó nằm giá là tầm cỡ gần 60 cơ. Nhưng mà hiện tại thì hai em này đem với mức giá chưa bao gồm thuế phí biển số là 55.500.000 dành cho những cái phiên bản mà độ tem sơn 3D như thế này ha. Và hai phiên bản này màu phải nói là phối màu cực kỳ đẹp. Thì ở đây Như sẽ quay sơ qua về cái phiên bản xanh lục bảo cho các bạn xem trước ha. Phiên bản này thì bên Như kết hợp với lại bánh mâm màu đen. Và kèm theo đó là về phần đầu xe, các bạn quan sát thì hầu như bao trùm phần đầu xe đều là màu xanh cả. Nhưng mà về cái phần mà bên hông xe thì nó sẽ có sự kết hợp nhẹ thôi ha. Phiên bản này Như thấy rất là thích bởi vì nó không có rườm rà, những cái họa tiết nó không có rườm rà á các bạn. Phiên bản này thì các bạn thấy chữ Sonic màu trắng đi với lại cái viền đen nè. Ở đây thì nó có cái logo của Honda, cánh chim Honda bên Như sơn màu trắng. Và ở đây thì nó cũng có một số cái họa tiết kiểu giống như là họa tiết thổ cẩm á các bạn, màu vàng, màu trắng và màu đen. Nó rất là nhẹ thôi ha, nhìn rất là nhẹ nhàng, tinh tế. Và về phần đuôi xe thì nó càng nhẹ nhàng hơn các bạn. Đuôi xe về thì nó ở đây nó sẽ có một cái đường viền màu vàng vuốt cộng ra phía sau đuôi như thế này ha. Nhìn rất là thanh thoát. Rồi ở phía dưới đây thì nó sẽ có một số cái chấm tròn màu trắng nè. Và cái chữ số 150 màu trắng kết hợp với chữ R phân khối của xe màu vàng như thế này. Và về phần mà cái luồng xe bên hông đây thì nó sẽ là màu đen. Ở dưới đây nó có một số vệt màu đen. Đấy. Như thấy ở cái phiên bản xanh lục bảo này nó cực kỳ đơn giản nhưng mà rất là đẹp và cũng không có kém phần nổi bật ha. Và ở phiên bản này thì hiện tại bên Như đang bán là 55.500.000. Các bạn chỉ cần trả trước giùm Như tầm cỡ từ 12 tới 15 triệu trở lên khi các bạn mua góp là được nha. Và ở đây thì hiện tại bên Như có trang bị một số cái phụ kiện nho nhỏ, như là chiếc này thì Như có lắp một cái định vị. Định vị này thì các bạn sẽ thấy là nó không có rườm rà giống như cái chống trộm của chúng ta, là nó vẫn sử dụng cái chìa khóa như thế này nè các bạn. Nhưng mà nó sẽ có một cái thiết bị lắp ở phía bên đầu xe bên đây nè, thì nó sẽ kết nối với lại điện thoại của chúng ta luôn. Và chúng ta có thể giám sát được hành trình xe trên bản đồ, trên bằng cái điện thoại của mình thông qua một cái app. Thì nói chung là khi mà các bạn đến cửa hàng, Như sẽ hướng dẫn và nói chi tiết hơn về cái phần mà định vị này. Và định vị và chống trộm khi mà các bạn đến cửa hàng mua xe mới sẽ được hỗ trợ giảm giá khi mà các bạn lắp phụ kiện ha. Rồi, mình nói qua tiếp theo về cái phiên bản màu đỏ candy này đi ha. Phiên bản này thì bên Như đi với lại bánh mâm màu bạc. Mâm bạc này thì nó sẽ có giá cao hơn so với lại mâm đen này tầm cỡ 500.000 nha các bạn. Thì phiên bản màu này đang bán giá là 55.500 luôn, nhưng mà cộng thêm cái mâm bạc này nữa thì nó sẽ ra tầm cỡ 56 triệu các bạn. Ở phiên bản đỏ candy này thì Như thấy thích hợp với những bạn mà kiểu như không thích quá nổi. Thì phiên bản này nhìn nó hơi ngầu và nó hơi chìm một chút xíu ha. Nhưng mà kiểu không phải là nó nổi, không phải là nó quá chìm, nhưng mà cái kiểu đó là cái màu nó nhìn nó rất là nhu á các bạn. Nó không có giống với lại phiên bản xanh lục bảo này thì nhìn nó sẽ nổi trội hơn. Thì ở phiên bản này kiểu như bạn nào mà thích vừa vừa thì các bạn xem ở phiên bản này. Và phiên bản này rất là đẹp bởi cái màu đỏ cherry này, đỏ candy này bên Như kết hợp với lại màu vàng gold, tem vàng gold và kết hợp với cái chữ Sonic màu trắng như thế này ha. Còn về phần đuôi xe thì nó cũng đơn giản là kết hợp với là một viền đen đấy. Và phiên bản này bên Như cũng đang bán đồng giá luôn là 55.500.000, nhưng mà bạn nào mà kiểu như thích bánh mâm bạc á thì thêm 500 giùm Như. Còn bạn nào mà không thích bánh mâm bạc, thích mâm đen thì giá nó vẫn là 55.500.000. Và giá này thì chưa có bao gồm những cái phụ kiện trên xe nha các bạn. Ở đây thì bên Như có lắp một cái định vị, kính Ryoma, một cái baga titan ha, một cái chống đổ và phía trước là một cái che bảo vệ két nước. Thì do là hai em xe này Như quay á cho nên là Như có lên sẵn phụ kiện ha. Thì hiện tại phụ kiện này thì bên Như đang có chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mà mua xe mới sẽ được hỗ trợ giảm giá. Còn bạn nào mà kiểu muốn mua xe zin không thì bên Như cũng có luôn nha các bạn nhé.
những phiên bản màu zin thì giá nó dao động tầm cỡ từ 53,5 triệu, 54 triệu, 55 triệu, rất là nhiều. Nhưng mà clip này thì như thấy hai em này hiện tại nó đang quá hot, cho nên là như quay lại cho các bạn xem ở cái video này thôi. Và bạn nào mà đang quan tâm tới những cái phiên bản mẫu khác thì các bạn có thể liên hệ ngay cho Như ha, bằng cách là các bạn kết bạn Zalo với Như qua số 0967 080 520, hoặc là số 0847 458 323, có để phía bên dưới màn hình á. Thì ở bên Zalo cá nhân của Như á, à Như nhầm, bên Zalo của Như á, thì Như có đăng một số cái phiên bản mà mẫu màu zin cho tới những cái phiên bản màu độ tem như thế này, thì các bạn có thể tham khảo qua. Các bạn chọn mẫu, chọn màu, rồi các bạn cứ nhắn tin trực tiếp vào cho Như ha. Nhớ là khi kết bạn thì các bạn cứ nhắn tin trực tiếp vào, tại vì nhiều khi Zalo nó bị trôi á, các bạn kết bạn nhiều quá nó sẽ bị trôi mất, thì Như không có thấy được tin nhắn của các bạn ha. Các bạn cứ nhắn tin trực tiếp vào thì Như sẽ nhận được, Như sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn nhanh hơn ha. Rồi, ngoài ra thì bên Như còn có rất là nhiều phiên bản mẫu khác nhau, như là ở đây thì có màu hồng cánh sen nè. Phiên bản này nó rất là độc lạ luôn. Ở đây thì có màu tím, rồi màu xanh tím titan, rồi màu xanh dương, màu vàng đen, rồi trắng đỏ, mông đỏ racing ha. Rất là nhiều, vân vân, nhiều lắm các bạn ạ. Thì ở đây Như chỉ quay đơn giản sơ sơ vậy thôi. Bạn nào mà đang thích phiên bản nào thì liên hệ ngay cho Như ha, để Như có thể tư vấn cho các bạn kỹ hơn về phiên bản đó. Và cửa hàng của Như thì nằm ở đường DT741 ha, khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Các bạn cứ nhắn tin vào cho Như thì Như sẽ hỗ trợ gửi định vị cho các bạn để các bạn đến cửa hàng nhanh nhất có thể. Và bạn nào mà đến cửa hàng cứ nói là có biết Như qua kênh YouTube hoặc là có liên hệ trước với Như ha, Như sẽ hỗ trợ cho các bạn chi phí xăng xe từ 300 cho tới 500 ngàn và kèm theo rất là nhiều quà tặng hấp dẫn khác luôn nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Bye bye.